nhắc đến phân khúc tầm trung thì mình thực sự nghĩ ra rất nhiều những dòng sản phẩm khác, nhưng mà đối với những người mà ưa thích một chiếc máy mới full box đầy đủ các thứ hơn thì hôm nay mình lại phải suy nghĩ lại cũng như đặt ra rất nhiều những cái chỉ tiêu dành đến cho mình để có thể là lựa chọn được một chiếc máy phù hợp nhất. Và hôm nay thì mình sẽ đưa đến cho các bạn chiếc máy trong mức giá tầm trung mới 100% full box đáng mua nhất, đó chính là chiếc Nokia X7. Đây là một chiếc điện thoại mà mình có thể nói rằng là trong phân khúc tầm trung nó rất là ngon về tất cả mọi mặt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói đến cái mức giá của nó chỉ có rơi vào là 6,5 triệu. Như các bạn cũng đã biết thì phân khúc tầm trung nó giải rất là nhiều, từ là 5 triệu sẽ là bắt đầu của phân khúc tầm trung cho đến là khoảng 7,5 triệu cho đến gần 8 triệu. Đó, rất là dài đúng không? Và mức giá là 6,5 triệu này thì nó nằm ở một cái mức giữa, và theo mình thì là nó rất là phù hợp cũng như dễ để có thể lựa chọn hơn. Và với chiếc Nokia X7 này thì đầu tiên việc chúng ta nhận được đó chính là việc nó là máy mới 100%, nên những cái trải nghiệm hay tất cả mọi thứ đem đến cho các bạn nó sẽ chắc chắn là tốt hơn so với cả là một chiếc máy cũ đã qua sử dụng rồi. Và điểm thứ hai mình muốn nói đến về cái chiếc máy này đó chính là về việc cái thiết kế của nó rất là đẹp cũng như là sang trọng. Và với cái mặt kính ở phía sau cũng như đằng trước thì nó sẽ có cái kiểu màn hình là tràn viền và tai thỏ, thì mình thấy rằng là nó hết sức là đẹp. Và đấy là cá nhân mình thôi, bởi vì cái gu thẩm mỹ, gu đẹp hay không của mỗi người nó sẽ là khác nhau. Nhưng với mình đầu tiên nó là mặt kính này đã toát lên một vẻ nó không phải là một chiếc máy giá rẻ rồi. Thứ hai nó lại được hoàn thiện từ một cái khung được làm từ kim loại, nên là cái việc tạo ra cho chiếc máy một cái vẻ nó sang trọng cũng như là cứng cáp hơn, đấy cũng là điều dễ hiểu. Và cái viền này nó được làm bo cong nhẹ, nên là khi mà trong quá trình các bạn sử dụng nó sẽ đỡ bị cái việc đó chính là bị cấn cũng như là bị khó chịu trong cái cảm giác cầm nắm của các bạn hơn. Và về mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera, đèn flash và vân tay cũng như logo được đặt thẳng một hàng. Cái này thì tạo nên cho chiếc máy một cái vẻ nó hết sức là tinh tế. Còn về mặt trước thì điểm trừ mà mình thấy rằng nó chính là cái viền ở phía bên dưới nó hơi dày một chút thôi. Và cái này nếu như mà Nokia làm viền dưới nó mỏng hơn và giống như là ở cái viền trên thì có lẽ là nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đây là một sản phẩm tầm trung nên chúng ta cũng không thể đòi hỏi quá nhiều được. Và về cái vấn đề là tai thỏ như thế này thì mình nghĩ rằng là nó cũng hết sức là tối giản rồi, bởi vì nó không quá to đến mức là kiểu tai trâu các kiểu đâu, mà nó chỉ có một cái rất là nhỏ thôi. Và cái này thì mình nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể nào mà chấp nhận được. Và điểm thứ ba mình muốn nói đến đó chính là về chất lượng và kích thước của màn hình. Với 6,18 inch thì việc cảm giác cầm nắm của mình đối với sản phẩm này là rất tốt, không có quá nhiều việc là bị sản phẩm này quá to nên mình cầm nó hơi khó chịu các thứ. Và một phần nữa thì bàn tay mình cũng là một người có cái bàn tay khá là to, nên mình cảm giác là cầm chiếc máy này nó cũng khá là gọn mà thôi, không có vấn đề gì nhiều. Và tiếp đến đó chính là về chất lượng hiển thị, thì với độ phân giải là 1080x2280 pixel, đi kèm với đó chính là tấm nền IPS LCD. Thì với chất lượng của sản phẩm này đem ra cho mình đầu tiên là về góc nhìn, độ sáng hay là màu sắc thì mình thấy nó khá mịn và nó rất là đẹp. Và về cái góc sáng và độ nhìn thì chúng ta cũng không có điều gì để chê trách cả, dù là cái mức độ sáng của nó thì mình thấy chưa thực sự là quá cao, nên là khi mà mình sử dụng ở ngoài trời nắng gắt hay là nắng cực thì một vài những cái lúc mình cảm giác nó hơi bị bóng cũng như là nó phản chiếu lại gương mặt của mình ở bên trong màn hình của chiếc máy. Cái này thì chúng ta cũng cần phải lưu ý nhá. Và tiếp đến thì sẽ là về cấu hình. Với con chip là Snapdragon 710 đi kèm với 6GB RAM. Đây không phải là một con chip quá khỏe, nó chỉ là một con chip tầm trung, nhưng đối với những bạn mà sử dụng hàng ngày với tác vụ nhu cầu bình thường thì cái này nó rất là nhanh cũng như là mượt mà, cũng không bất kỳ một có cái vấn đề gì như là lag hay là giật cả. Còn nếu như các bạn mà chạy tác vụ đa nhiệm quá nhiều hoặc các bạn chơi những cái tựa game quá nặng như là PUBG Mobile với mức cấu hình đồ họa là cao nhất thì đôi khi, mình nhấn mạnh là đôi khi, là nó sẽ xảy ra những cái trường hợp đó chính là nó hơi giật nhẹ một chút. Nhưng đó là trong quá trình mà mình để cái cấu hình ở cái chiếc máy này là cấu hình cao nhất trong cái tựa game đó. Và về thời lượng pin là cái điểm mà các bạn chắc chắn là sẽ quan tâm, đó chính là 3500 mAh. Đây là một cái dung lượng pin theo mình đánh giá là rất phù hợp đối với một sản phẩm tầm trung. Dù không phải là một thời lượng pin quá lớn nhưng nó cũng không hề quá nhỏ, nên nó đem ra cho mình cảm giác trong vòng một ngày là hết sức thoải mái rồi. Và nếu như các bạn dùng tiết kiệm thì 2 ngày là một cái điều khá là bình thường. Còn về camera thì đây là điểm mà mình không đánh giá quá cao cái sản phẩm Nokia X7 này. Camera mình phải nói thẳng luôn, đó chính là nó chỉ nằm ở mức trung bình mà thôi, không thực sự quá là ấn tượng nhưng nó cũng không đến mức là tệ như các bạn nghĩ. Và thực sự thì khi mà mình để chụp thì đối với những bức ảnh chụp phong cảnh, chân dung hay các kiểu vân vân thì mình thấy rằng nó đem ra chất lượng thì cũng cũng khá là ổn, chứ không đến mức là quá tệ hại. Và camera selfie thì cũng chỉ dừng lại ở mức đó chính là trung bình mà thôi, không quá là ấn tượng. Bởi vì mình nghĩ rằng điểm ấn tượng và thu hút ở trên cái sản phẩm này, đầu tiên nó đến từ mức giá, thứ hai nó đến từ cái màn hình, và thứ ba thiết kế, cũng như là thứ tư là về cấu hình và tele pin. Và các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này? Thì liệu rằng với các bạn thì đây có phải là một sự lựa chọn tốt nhất trong phân khúc tầm trung là 6,5 triệu hay là không cho một chiếc máy mới? Thì đừng quên để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây thì video của mình xin được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video lần sau.